Eunsoon Tiara gây choáng với nhan sắc bất chấp cả đèn flash. Mới đây, sự kiện họp báo ra mắt bộ phim I Will Song vừa diễn ra tại Seoul, thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Buổi họp báo có sự tham gia của dàn diễn viên chính là Eunsoon Tiara và nam diễn viên Kim Jae-hoon. Lâu lắm mới xuất hiện, mỹ nhân Tiara đã chiếm trọn spotlight với gương mặt hết tuổi đáng kinh ngạc. Ánh đèn flash chói lóa cũng không dìm nổi nhan sắc. Dù năm nay đã 33 tuổi, nhưng gương mặt Eunsoon vẫn không khác gì so với thời điểm cô ra mắt cách đây 12 năm. Sở hữu chiều cao lý tưởng, nữ idol diễn viên diện bộ đồ kính cổng cao tường và quần ống rộng nhưng vẫn khoe được tỷ lệ đỉnh cao, vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, đáng ghen tị. Khi được hỏi về chuyện tình yêu, Eunsoon luôn thể hiện cá tính thẳng thắn, không ngại những câu hỏi khó khi chia sẻ. Mẫu người lý tưởng của tôi là một người đàn ông hài hước và có thể thấu hiểu. Bên cạnh đó, anh ấy có thể che chở và bảo vệ cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi thích những người đàn ông có nhiều sự hấp dẫn mà khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Nếu chọn những diễn viên làm mẫu người của mình, Eunsoon chọn Tae Si-won và Kim So-hun là người gần với mẫu người lý tưởng của cô nhất. Trong một lần khi tham dự show truyền hình của MC Shin Dong-sup, Eunsoon thổ lộ cô là người ngọt ngào nhưng lại luôn e dè và trong tình yêu luôn chờ sự chủ động của đàn ông. Được biết, ngôi sao ra mắt ngành công nghiệp giải trí vào năm 1995 với tư cách tiểu hoa hậu Hàn Quốc. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Eunsoon đã có cuộc hành trình tạo dựng nên tên tuổi của mình được 26 năm. Đến năm 2009, ngôi sao sinh năm 1988 chính thức debut làm ca sĩ thần tượng trong nhóm nhạc nữ Tiara. Mặc dù các hoạt động của nhóm đang bị gián đoạn, nhưng các thành viên đã kỷ niệm 11 năm ngày thành lập vào năm 2020. Hiện Ham Eunsoon hoạt động solo với tư cách là một diễn viên. Ngoài ra, nữ ngôi sao cũng từng bày tỏ hy vọng khán giả sẽ nhìn cô như đang xem một buổi biểu diễn của Tiara. Vào một cuộc phỏng vấn năm 2020, Eunsoon từng bày tỏ, nhìn lại sự nghiệp của mình với tư cách là một thành viên của Tiara, tôi đã đặt tất cả năng lượng vào mọi lúc mọi nơi. Vẫn có nhiều người quen với Eunsoon của Tiara, vì vậy sẽ thật hoàn hảo nếu họ nghĩ tôi là người không bao giờ thay đổi và làm việc chăm chỉ. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là tôi muốn một mình nổi bật trên sân khấu. Tôi nghĩ sự hòa hợp và tinh thần đồng đội của dàn diễn viên Let Me Start A Blast là điều quan trọng nhất. Do đó tôi đang nỗ lực hết mình để trở thành một phần trong họ. Khi được hỏi liệu tham gia vào các vở kịch có phải là sở thích lớn nhất của mình hiện nay hay không, Eunsoon trả lời, vâng, dạo gần đây tôi đang đắm mình trong việc chuẩn bị cho vở kịch. Tôi rất vui khi được tìm hiểu mọi thứ về Let Me Sabrales. Thật thú vị khi diễn giải lại các nhân vật hiện có theo phong cách của riêng tôi. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không từ bỏ diễn xuất trên sân khấu, ngay cả khi dự án này kết thúc. Tiara là một trong những nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đang sở hữu lượng fan hâm mộ đông nhất. Không chỉ tại Hàn Quốc, cái tên Tiara còn được nhắc đến rất nhiều ở các quốc gia trên thế giới. Các cô nàng của nhóm nhạc thiên thần này không chỉ có giọng hát tuyệt vời mà còn sở hữu vẻ ngoài đẹp tự nhiên khiến nhiều người phải mơ ước. Phải nói rằng, Tiara cũng là nhóm nhạc hiếm khi lên báo về những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Jijeon, Eunsoon, Hyomin, Corey, Boram, Seyeon khi lộ những tấm ảnh thời quá khứ đều cho thấy họ dường như không thay đổi.